Em mới hỏi cha là nhiều không? Cha nói là mới có 2-3 con à. Cái cha nói thêm một chút á, cha đi về cha thăm mà cha biết đi nữa. Cái thăm hồi cái em ngủ đó 2 giờ kiếm hoài mà không thấy. Cái em mới lội đi kiếm. Chim giáp chồng em không biết là cha chết, tưởng đâu cha giờ dây. Mà ai ngờ cha chết ngoài hè. Em kiếm đi thấy cha nằm ngửa rồi. Mà còn dây còn dính tay nữa, quên gỡ kẹp á. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị, rồi sau đó thì chị làm cách gì để em mới la làng lên, em mới la làng lên nhờ mấy chú ở sớm á, điện cầu đồ lại nè. Cái chị hiền cha vô rồi mới tắm rửa cha đồ, rồi mới nói ngay chú mấy người ấp á cũng thấy nhà em nghèo á. Dạ. Rồi xin hàng, xin nồi gạo đồ cho. Như vậy là cái hàng là mình vừa xin xong hả chị? Dạ, Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời cả nhà cùng theo chân Ngôn để cùng tìm hiểu về một sự cố rất là đau lòng vừa xảy ra với người đàn ông 70 tuổi do ông đi xịt chuột và đã gặp sự cố dẫn đến một cái chết rất là bất ngờ. Dạ rồi, để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cũng như là sự việc xảy ra đau lòng này là như thế nào thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Xin chào, mình là Vinh. Chỗ này đó là cái mã mới xây hả chú ha? Mới xây đặng 1 giờ là chiều nay là mình sẽ hạ nhiệt ổng á, còn dạ. Cái hiện trường ổng chết mình nằm ngay đây. Ngay lỗ này. Cái đường dây đó, dây còn đó chú. Dạ. Dây chị còn đó. Kế bên nhà luôn hả chú ha? Dạ, đây đó khoảng chừng 5-30 mét gì đúng không? Dạ, như vậy là còn có mấy chục mét nữa là thoát nạn rồi về tới nhà rồi mà gặp nạn trời. Không, cái này mới đi ra. Mới đi ra, chỗ đó lúng lắm chú ơi. Mà ông đi thăm chuột theo tôi nghĩ là chắc dính con chuột ở đó. Dạ. Cho nên ông mới bước xuống là bắt đầu là ông nó mới giật ông mới lộn cái nó nằm ngửa, lật ngang vậy nè. Dạ. Có nghĩa là ở đó là khúc đó là có dính con chuột. Thì dài đó còn có nghĩa là dài đó là ông chưa kịp lụm chuột là cái thùng bê ông quăng vô đây nè. Thùng bê là còn quăng vô trong bụi này. Còn ngã nằm là nằm. Ngã nằm là ngay lỗ này. Ngay cái lỗ quậy này. Ngay lỗ cái lỗ quậy này nó ngay hồi ông ngã nằm thì chỉ có cái hiện trường giấu ông nằm thôi nha. Dạ. Còn mình tôi mới xúm lại là đẩy cái xuồng vô đây nè, tôi mới khiêng ổng đổ không 3-4 người khiêng ông bỏ lên cho nên mình quằn nó hơi có cái lỗ bự. Dạ. Nó. Như vậy là cái lỗ quằn này là lúc đó là nó chỉ vừa cái chỗ của chú nằm thôi. Nó hơi rộng chút. Ổng cũng quậy chứ. Dạ. Tại vì điện giật mà. Dạ. Nó. Như vậy là chắc con nghĩ là bóc vô cái cổng dây chì ngay đây luôn. Dạ, ngay chỗ này nè. Dạ. Đó, bây giờ còn cổng dây chì luôn. Cổng chì đó. Còn cái máy thì nó nằm ở đâu chú, cái máy? Cái máy nó nằm ngay đây. Dạ. Cái máy nằm ngay chân chỗ này nè. Cái máy đây là đây. Đây là đây. Nè cái cổng dây ổng còn chuyền là đây nè, nè cổng dây chì nè. Dạ. Nó chuyền tới đây nè. Nhưng mà ngay đây mà ổng không rút mà ổng bay ra đó ổng hốt con chuột. Không phải, cũng như cái bình mình để ở đây. Dạ. Mình ổng mới chuyền cổng dây ra ngoài, ổng mới hạ xuống đặng cho cái tầm con chuột nó dướng nó chết á. Dạ. Cho nên là tới đó ổng gặp con chuột là ổng bước xuống đó, bắt đầu là ổng bước vừa bước xuống thì bắt đầu chợt giò. Chắc theo con độ ý y là không có sao. Đúng rồi. Cho nên không có rút kẹp găng chi mất công. Chỗ đó nó lúng lắm. Dạ, nhưng mà không ngờ là nó bị lúng cái giò rồi chế giới rồi bật ngửa rồi mới chụp vô con dây. Ông văng từ đây thôi. Văng từ đây qua tới chỗ cái dấu cây trắng trắng ý xanh xanh đó chú. Dạ, dấu cây xanh xanh dạ rồi. Nó gì nó hết đó. Vậy là có một cục lùm này thôi. Đây nè, ở đây cái đi vòng qua đó cái là rồi đó. Mà hại chết người. Đúng rồi. Thì tội nghiệp ông lắm, ông hiền. Hiền lắm. Ngày thường thì sống hiền lắm hả chú ha? Không, chưa biết mất lòng ai mà. Dạ. Dạ, hiền lắm. Chưa biết mất lòng ai luôn. Còn bây giờ là mình cúng ngay đây là hôm qua là có cây cầu, ngay đó là cây cầu gì vậy chú? Tại vì hôm qua quýnh quá rồi mình cũng đâu có biết cái vụ việc như thế nào ha. Dạ. Như vậy là mình mới hốt con lên, mới đẩy cái xuồng này vô đẩy đó mình mới bị ống cứng nhắc rồi. Dạ. Mới đem ông lên, mình không có mà kêu vong linh, vong hồn ông gì hả? Dạ. Cho nên ông thầy chùa mới đem ra đây kêu cúng một mâm cơm nặng kêu vô cái linh hồn ổng về nhà. Dạ. Chứ để ông thôi là ổng nằm đây. Có nghĩa là hôm qua mình lính quýnh quá, mình lôi lên luôn rồi mình đem vô thì nhà. Mình luôn. Gặp mà cũng như 2-3 người thấy cứng nhắc.
trong quam nó gọi đầu hốt lên thì bỏ xuồng rồi đẩy vô đó rồi khiêng lên, cho mình đâu có biết giấy cái kêu gì đâu. Dạ. Đâu có nhớ cái vụ đó đâu. Dạ. Rồi tới ông thầy chùa qua mình mới biết. Dạ, như vậy là cái này là mới cúng hồi sáng thôi. Ngày hôm qua. Dạ, mới cúng hôm qua. Ờ, mình liệm rồi cái bắt đầu thầy chùa, mình liệm thầy chùa mới qua. Rồi bắt đầu mới. Dạ. Nó là vậy đó. Cũng ghê ha chú ha. Dạ. Để cái bình ngay đây mà lỡ bị tai nạn ngay kế bên luôn. Không, cái bình thì nói chung là cọng dây nào cũng truyền ra nó hơi cao, rồi xuống đó mới hạ cái đường dây đó, đó chú thấy còn. Dạ. Đường dây thấp đó. Dạ, con thấy. Làm bước bước ra đây, bước ra đó thì bắt đầu là giật đóng văng ra đó. Chắc con nghĩ là không đến nỗi chết đâu, mà tại vì ụp mặt xuống nước quá. Không, cái này vẫn chết, điện này vẫn chết bình thường. Chết nhưng đều có nước, càng có nước là còn càng điện mạnh hơn nữa. Có càng có nước thì nó càng mạnh. Đúng rồi, điện mà. Chú cũng trong nghề này ha chú. Không, tôi cũng thiệt thường xuyên. Dạ, có nghĩa là ruộng nào mà có nước nhiều nào thì dạ, chuột mới mạnh, chết nhiều. Chuột mới chết nhiều nữa. À, còn nếu mà khô quá là có nghĩa là giật chuột không chết. Dạ. Chuột có thể nó phóng ngoan ngang được. Dạ. Dạ. Mình ra tới là cứng đắc, cứng đơ mình mấy hết trơn. Cứng qua hết đều kéo. Không có cách cứu luôn. Đâu có cách cứu được đâu, cứng ngắc là tay chân người tới vô mà bận áo kéo tay ra còn không được mà. Dạ. Cứng. Theo mình xác định là ông chết chắc khoảng cỡ 2 giờ mấy 3 giờ. Dạ. Mà kế bên nhà luôn chèn. Trời, kế bên nhà nó vậy chứ người ra ngoài nào, người trong nhà mình đâu có giữ, tại người lớn chứ đâu phải nít mình nói giữ sợ té xong rồi, đúng. Dạ. Không? Nó là vậy rồi ông làm rồi. Thì thường bữa gì ông mới làm đâu cũng 5-6 lần gì đó chứ cũng không có nhiều chú ơi. Vậy là mới sắm vàng xiệt. Mới trời ơi, nó còn mới chát à. Dạ. Cái gì đó. Là mới sắm vàng xiệt đây mà lụm. Rồi cho nên là đâu phải mà nít đâu mà mình giữ, ông đi xiệt thì thường lệ thì ông cũng bằng gì ông bằng chuột rồi. Rồi ông đi thăm vậy mà lúc trước thì ông mỗi lần ông đi thì ông gỡ kẹp. Dạ. Rồi lần này nói chung là chắc cũng là tới số, nó là vậy. Dạ. Dạ, em xin gửi lời chào chị ạ. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị, thì ngày hôm nay á em được hay tin á là gia đình mình vừa xảy ra chuyện, và ngày hôm nay á thì em tìm đến để tìm hiểu trước nhất á là về hoàn cảnh của gia đình mình. À, cái thứ hai á, là tìm hiểu về sự việc nó như thế nào mà xảy ra. À, hy vọng rằng chị có thể cho em được biết ngày hôm đó là chú như thế nào và cuộc sống mình như thế nào. Dạ. Nói chung nhà cha em thì ở làm Tây Ninh á, thì dịch này nè thì cha không có chuyện làm gì đây ở. Về cha đi kiếm tiền thêm mua thuốc hút, mua trà đồ uống. Dạ. Rồi bữa đó đi thôi, thấy ba cũng giờ mà không về, em đi kiếm thì cha chết ngoài hè. Là cha thiệt một bình á. Là chú mắc ngoài hè luôn hả chị? Dạ. Nhưng mà cái lúc đó là chú bị làm sao mà nó dướng vô sợi dây vậy chị? Cũng như cha quên mở bình kẹp bình á, thiệt bằng bình á, cha đi, quên á. Đi dấp ha. Dạ. Rồi dạ. Cha té không hay. Dạ. Dạ chị cho em hỏi thăm á. Như vậy thì chú đi là lúc ban đêm hả chị? Dạ thường thường cha đi là một đêm là về ba cử ba giác. Mà sao tự nhiên bữa đó cha đi rồi cha về cho măng. Cái em ra mới hỏi cha là nhiều không? Cha nói là có 2-3 con nè. Cái cha nói một chút á, cha đi về cho thăm mà cho biết đi nữa. Cái thăm hồi cái em ngủ đó 2 giờ kiếm bài mà không thấy. Cái em mới lội đi kiếm. Dạ. Chim giáp chồng em không có biết là cha chết, đứng đâu cha dời dây. Mà ai ngờ cha chết ngoài hè. Dạ. Em kiếm đi thấy cha nằm ngửa rồi. Mà còn dây còn dính tay nữa, quên gỡ kẹp á. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị, rồi sau đó thì chị làm cách gì để... Em mới la làng lên nhờ mấy chú hồi sớm á, điện cậu đồ lại nè. Cái chữ hiên cha vô rồi mới tắm rửa cha đồ rồi mới nói ngay chú mấy người ấp á cũng thấy nhà em nghèo á. Dạ. Rồi xin hàng xin nò gạo đồ cho. Như vậy là cái hàng là mình vừa xin xong hả chị ha? Dạ. Dạ. Dạ thưa chị cho em hỏi á là cái cuộc sống hàng ngày á của gia đình mình á. Dạ. Là chú có mấy người con chị? Dạ cũng như là cha mẹ chấp nối. Dạ. Là bên cha được 3 đứa, bên mẹ em á là được 7 đứa. Bên cha về, là... cha ở với em, là con của bên bà, con của mẹ. Dạ.
Thì nói chung là em cũng không có giàu, bằng nhiêu ăn nhiêu à, bằng ngày nào ăn ngày nấy vậy đó. Dạ. Thì em mà có con nhỏ thì thường thường nhà cha mẹ giữ con em đi làm. Dạ. Rồi cha nói thôi, cha kiếm tiền thêm đi tiếp em gạo luôn thóc này kia. Dạ. Rồi cha đi, ra bữa đó em không cho. Mà cha nói cha đi gắn đi vài bữa nghỉ, cha đi để có hôm. Dạ. Như vậy là cái đêm hôm đó là chị thấy cha đi lâu quá ha. Dạ, em mới đi kiếm, em giặt thau đồ, mấy 2 giờ thức chị, em giặt thau đồ, bữa ngủ tới 6 giờ mới thức. Dạ. Cái ngủ mấy 2 giờ thức dậy giặt đồ, giặt nó có mấy cái rồi chưa xả hết nữa. Cái em kêu mẹ em á, xuống xe xả giùm em đi kiếm cha chút. Em dạ. Nói vậy rồi em lại đi bằng đêm. Bằng đêm tưởng là cha giờ dây không mà, em mới kêu em sùm luôn mà cha không nói tiếng. Cái bọc lên bờ hậu, bọc cái xuống là cũng xa lắm, mấy công đất luôn á, 5 dạ. công vậy đó. Cái hồi về hỏi thăm người ta có gặp cha em không, người ta nói không có gặp. Cái xong cái một hồi mẹ lộ ra hè, thấy cha ngửa ngoài hè, ngoài kế đất em ngoài này nữa. Dạ, như vậy là xích ra đây thôi hả chị? Dạ, mà té dưới nước mà như cỏ nhiều quá, không thấy cha, cha nhỏ nữa, cha không thấy, cha có 3 mấy ký à. Dạ. Không thấy. Dạ. Thì tới thấy vô lên thì em la làng lên điện cậu với gì đồ lợi gì, cứ nhờ cái chú mình xong á. Ổng lại khiêng đẩy xuồng vô, khiêng hai chú cháu khiêng vô đồ. Rồi cậu em đồ lợi á. Dạ. Dạ thưa chị, chị cho em hỏi ngày thường chú đi Tây Ninh á. Dạ. Thì chú làm công việc gì chị? Cha làm giữ mảng cầu cho người ta tháng có 6 triệu à. Giữ mảng cầu hả chị ha? Dạ. Dạ. Con trai em được 70 tuổi rồi. 70 tuổi rồi? Dạ. Mà không có 3 mấy ký lô à. Dạ. Người ổng mới nói em để ông đi đi rồi. Để nó chụp hết chét này rồi ổng đi để côn. À, như vậy là chú có từ giả với chị trước ha. Ổng hôm qua ông còn nói với em đó mà. Ổng nói kia em vài bữa cha đi để côn rồi. À, nghĩ đi thiệt chuột rồi. Nói em vậy đó. Dạ. Ai ngờ đâu cho em chết mẹ. Dạ. Dạ thưa chị, hiện tại thì chú ra đi như vậy á chị. Thì dạ. Chú để lại bao nhiêu người con chị? Để lại hiện tại là còn đang nuôi á. Dạ nuôi, cũng như là cha bên cha thì có ba đứa, ba người chị mà có chồng có vợ hết người rồi. Con có chồng có vợ hết rồi. Dạ. Còn có con nhỏ không chị? Dạ không. Dạ không ha. Dạ. Như vậy là cuộc sống của chú là chỉ ở nhờ chị thôi. Dạ. Dạ. 70 tuổi rồi còn nhỏ. Dạ. Như vậy là mình từ Sài Gòn mình về thất nghiệp hay gì chị? Từ Tây Ninh về. Dạ đúng rồi. Cũng như dạ. Dịch rồi cha mới nghỉ làm á về đây. Dạ. Về đây đâu có bao lâu rồi chết. Xui vậy trời, phải đừng có dịch bệnh là đâu có đến nổi. Cha thiên lắm, ông giỏi lắm. Dạ. Ổng không có nhậu nhẹt gì chứ. Nhưng mình ba mình biết. Dạ. Như vậy là trong cái ngày hôm đó thì sau khi mà mình khiêng vô là hoàn toàn là cứu không được luôn hả chị? Dạ không, nó cứng đơ, chắc cha em chắc chết trong cả tiếng rồi. Dạ. Cũng như nằm dưới nước rồi, tại vì ông nhỏ nên em kiếm giáp vọng, tự nhiên ngủ tới 6 giờ mới thức. Mà bữa nay em ngủ mấy 2 giờ mới thức kiếm cha em. Dạ, nhưng mà em thấy là hình như là mình không có thầy tụng gì luôn ha. Có ông thầy ông tụng chút ông về. Dạ. Dạ. Còn còn mẹ người vợ của chú á chị là đang ở đâu rồi? Người vợ là mẹ em không? Dạ mẹ. Dạ mẹ em ngon đó. Nó mẹ em là người bầu bông bông nó mà bảo mình hoài. À. Dạ. Trời bữa đau bữa ốm á. Không làm đi làm mà chỉ thuốc men này kia thôi chứ cũng đâu có dư đâu. Dạ. Chị hiện tại thì chị làm công việc gì? Em là nói chung là ai mướn gì em làm nấy. Ai mướn gì thì chị làm nấy luôn. Dạ. Cũng là bấp bênh như chú luôn. Dạ. Dạ. Hiện tại thì chị ở đây hay là chị em ở đây? Dạ, cuộc sống chính là ở đây ha. Dạ. Dạ. Là chị là năm nay là chị có mấy người con? Em có 1 đứa rồi, đứa nhỏ 3 tuổi mấy rồi. Dạ, cuộc sống chồng chị là giống như là hai vợ chồng mình đỡ không chị? Dạ có, nói chung là chồng em cũng đi làm đồ này kia rồi chứ. Mà dịch này đâu về đâu được đâu. Dạ, dịch này cũng kẹt vô dịch này nữa. Dạ, cho anh về không được. Dạ. Chồng em làm tháng cũng đâu có mấy triệu đâu. Dạ. Dạ thưa chị, chị cho em hỏi trước lúc đó ngoài cái việc từ giả là giống như là chú nói là chú sẽ bỏ cái nghề xịt chuột á, thì còn nói cái gì nữa không chị? Dạ không, cha nói là
cha nói với em là chuyến này kêu em mua dàn cơm cho cha để cơm. Dạ. Cũng như là cái này là như chục hết rồi. Cái em nói trời ơi già mà để cơm về thôi nhà đi, con mặn nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Cha nói thôi để tiếp con đi, cha em nói gì đó. Mà chưa chết. Có nghĩa là chú đã biết trước là mình sẽ ra đi, nhưng mà tại vì giống như là chú từ giã cái nghề này trước rồi, nhưng mà không kịp luôn. Cha nói cha đi vài bữa nghỉ rồi, tại vì chụp hết rồi đâu có làm nữa, đâu có xếp chuột nữa đâu. Mà không kịp luôn hả chị ha? Mà bữa đó em đi kiếm mà giáp vòng luôn mà không thấy, mà người cha chết thu hè. Ừ. Như vậy là khi mà xảy ra sự cố như vậy là nhà mình hoàn toàn không còn tiền luôn hết chị? Dạ không, tại vì em đi làm á, ngày nào ăn ngày nấy thôi chứ đâu có dư đâu anh. Tại vì con ăn cũng nữa nữa. Dạ. Con em mới 3 tuổi mấy hả? Nói chung là ở đây á, là làm có, làm này làm kia, kêu em cũng làm. Dạ. Rồi cùng nhờ cha mẹ em giữ nó, rồi cha em đêm cha mới đi kiếm chuột. Là sáng đi bán rồi em đi làm luôn. Dạ. Mà giờ chưa chưa chết được. Dạ. Dạ. Thôi mình cố gắng. Chuyện gì đến thì nó cũng đã đến rồi. Thôi mình cố gắng vượt qua cái nỗi đau ha chị ha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Con xin gửi lời chào chú ạ. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú, thì con được biết là trong cái ngày hôm qua thì chú cũng có mặt tại hiện trường. Con hy vọng rằng chú có thể kể lại cho con được biết hiện trường ngày hôm đó nó như thế nào không chú? Dạ thì cũng vừa qua thì ổng đi xịt chuột thì cũng ban đêm đó. Dạ. Rồi con với vợ ổng đi kiếm mà không thấy. Dạ. Thì cho nên là cũng lần quần rồi tới sáng thì nhỏ cháu với bà chị thứ tư thì gặp ổng xịt sau hè rồi chết nằm ngửa. Dạ. Chân nhiều vú lại hết. Như vậy thì ở đây thì tôi em vợ thì cũng như mình thấy mình quảng hốt quá rồi. Chú là em vợ ha. Em vợ rồi mới ẩm ông vô rồi tắm rửa đồ rồi trong đó, trong khi đó tại gia đình ông là rất là nghèo. Dạ. Tôi mới đi xuất giang mới xin. Nhà người đi cái xin hàng. Cái hàng là chú ha. Là tôi. Dạ. Rồi xin cái hàng mới mướn xe nó gác đồ chở về, tại rồi ở dưới ta từ thiện nói chung công cho được mấy chục ký gạo. Dạ. Nó sự việc nó là vậy đó. Dạ. Dạ thưa chú, chú có thể kể lại cho con biết cái lúc mà chú đi ra tới hiện trường á thì hiện trường nó như thế nào không chú? Thì điện giật cổng thì dính vô tay rồi thì ổng nằm ngửa. Có nghĩa là hai cái tay bóc vô cọng dây hả chú? Không, một tay. Một tay bóc vô cọng dây. Một tay bóc vô cọng dây. Ủa sao ổng là người xịt, ổng phải biết mà sao ổng? Nhưng điều cái đó là ổng dấp té văng cái thùng bê chuột qua một bên mà. Dạ. Nó là gì? Có nghĩa là chú là dấp té qua dấp té qua một bên. Dấp té đó. Chứ không phải là tự đạp lên dây. Dạ. Tại đất chỗ đó nói chung là nó cũng lúng. Đất thì đất lúng hay đất chú? Lúng mà nước nhiều nữa. Dạ. Rồi lớp già ban đêm lụm cụm nó 70 tuổi mà. Dạ. Mà dạ. Chú lớn tuổi rồi mà làm nghề này thà. Thì nói chung á thì ổng thì hồi đó giờ ổng có xiệt thì thằng ghế á mới cho ổng 2 triệu ổng mới đi sắm cái xiệt. Dạ. Với cái bình là nó 1,8 triệu. Như vậy là đằng này cũng có la, vợ con nó la, la đâu á. Tôi mới nói thôi anh già rồi đừng có nên sắm như vậy, cái đó nó nguy hiểm lắm. Dạ. Ông nói trời ơi cậu ơi tôi làm kỹ lắm. Nó, tôi nói trời ơi kỹ kỹ cho điện này nó rất là nguy hiểm. Dạ. Nói vậy mà ông không nghe rồi. Dạ. Nhưng mà chú cho con hỏi là chú mà mất đi á chú. Ừ. Thì trước đó là có đã từng làm nghề này chưa? Chưa, không. Không, không, không biết mà dám nhảy vô luôn. Thì cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Ông thấy người ta xiệt thì cũng sắp kẹp vô bình rồi dân cũng duy trì rồi xiệt vậy thôi, đơn giản. Dạ. Nhưng mà điều có một cái là cái nguy hiểm ông nói chắc có lẽ là ông kỹ càng là không có gì. Dạ. Nhưng thật sự điện thì mình cảm thấy nó rất nguy hiểm. Mình chỉ một cái sơ suất thôi. Dạ. Như vậy thì mình thấy mình tai hại nó sẽ tới rồi đó. Dạ. Dạ thưa chú, chú là người thân trong gia đình á. Dạ. Thì chú cho con hỏi thăm á là thực tế là hoàn cảnh của hai vợ chồng là như thế nào, hy vọng rằng con được chú cho biết ạ. Thì nói tóm lại thì chú biết là cái mùa dịch này thì ổng không có đi làm được, thuốc men không có, trà không có uống. Dạ. Thì cho nên á đặt vớn đồ đặt lú đồ thì không có cá nữa. Dạ. Cho nên là ổng mới thấy chuột này là lúa chét á, có. Dạ. Chuột
rồi ông mới sắm cái xiệt để ông căng dây, thì cũng nói chung là ông xiệt đêm cũng ký ký ngoài vậy đó, bán tiền ký cũng 50-60 ngàn vậy đó, để mua trà thuốc hút đồ vậy đó. Nói chung là vậy thôi, ông là rất là siêng năng. Vậy đó, có nghĩa là khổ quá, khổ quá, không có tiền thì mình làm liều. Cái mùa dịch này chú biết đâu có đi làm mướn làm thuê được. Hồi lúc chưa có mùa dịch thì ông làm ở Tây Ninh đó, cũng đi giữ vườn mắm cầu ta. Thì còn có tiền rồi tới về đây rồi đâu có tiền. Là về được lâu chưa chú? Thì nói chung ông về cũng trước dịch cũng 1-2 tháng vậy đó, rồi tới bây giờ dịch cũng 4-5 tháng rồi. Đó là vậy. Rồi lúc 4-5 tháng thì lúc đó ông làm thì nó ngay ông cũng sắm sửa này nọ đồ cũng trang trải tiền bây giờ mà. Rồi ăn uống đồ cháu ngoại, nuôi cháu ngoại nữa. Nói chung là vậy. Có nghĩa là ngoài ngoài cái giống như là chú đó sống với vợ ra thì còn phải nuôi con cháu nữa. Tại vì nó sống chung với gái nhỏ, hồi nãy chú hỏi là có thằng cháu ngoại nhỏ đó. Vậy đó, ổng lo cho cháu ngoại ổng nữa. Con xin chân thành cảm ơn chú đã chia sẻ cho con trong ngày hôm nay. Để em qua em hỏi thăm cô với hai chị ha. Em xin phép. Con xin gửi lời chào cô ạ. Thưa cô, cô cho con hỏi thăm á, là ngày thường cô với chú là làm cái công việc gì? Hai chồng đi mần mướn Tây Ninh á. Cô cũng có đi luôn ha? Đi cái vỏ sưng mấy gì ạ. Vỏ cô sưng hả? Là cô té hay sao cô? Khớp. Cô bị khớp nha. Dạ thưa cô, con được biết đó cô, là cô với chú là làm ở chảnh là hai vợ chồng tháng 6 triệu hả cô, hay là một người? Đầu tiên là hai chồng mà tháng 6 triệu mà hai người. Hai người? 3 triệu. Dạ. Là cô làm vì lý do gì mà mình trở về quê cô? Bởi vì ở chảnh bệnh đó, rồi người ta mặn cầu người ta bán không được. Rồi người ta không mướn. Rồi ở chảnh người ta không mướn cái gì sống. Giờ về ở đậu với con gái. Dạ, như vậy là nhà này là nhà mình ở đậu của con gái mình. Nhỏ hồi nãy đó. Dạ. Nhà đậu con gái. Dạ. Hai chồng cho mình mướn nó có nhà cửa. Dạ, cô năm nay là mình bao nhiêu rồi cô? Tôi tuổi hợi. Dạ, tuổi sáu mấy à. Sáu mấy à. Dạ. Ổng tuổi thìn. Dạ, chú thì 70 ha. Dạ, 70. Dạ. Dạ, em cảm ơn nha. Dạ thưa cô cho con hỏi thăm á, cái đêm xảy ra sự việc á cô, thì mình có hay không cô? Giác đầu á, ổng đi thăm hai giác cái gì hay, rồi cái ổng nói thôi ông ơi cái dù ổng đau thôi để tôi đi cái tôi mở kẹp. Mà ổng đi cái sao ổng quên, ổng mở kẹp bình á. Dạ. Rồi cái ổng đi nào tôi cũng không hay nữa. Rồi ổng đi thăm ổng về tới hè rồi chắc tôi đổ chắc ổng nhảy qua cái mương. Dạ. Nhảy qua mương dốc cái cọng cỏ ổng mới té lại. Té trở quay ngược lại thôi cô ha. Té quay trở ngược lại đó, ông té chỗ ngay sau hè nè. Ngay sau hè mình luôn. Mà về tới đây ông mới chết mà. 3 giờ rồi tôi nói thôi con ơi, cha con sao mà không gì không vô. Con đi kiếm lần nhỏ gái nãy đi kiếm. Nói, mẹ con kiếm cha ông gặp con kêu mà cha không lên tiếng. Dạ. Cái nói thôi để mẹ đi kiếm. Cái nó nói cái vô mẹ gì đi xong mẹ đổ nước được. Nó tệ gắn lội kiếm cha. Rồi lội ra đó thấy ông nằm lần nữa lên ông chết. Dạ. Như vậy là chú đã về tới nhà rồi, là gần tới sau nhà rồi. À. Nhưng mà tại vì nhảy qua cái mương mà bị hụt giò hay nó bật ngửa lại. Mà lúng tới đây. Lúng luôn hả cô? Lúng tới đây nè. Dạ. Đó chỗ con té còn lúng. Rồi sau đó thì lâu quá rồi mình đi tìm hay gì cô? Tới 3 giờ sáng rồi không thấy ông vô mới đi kiếm. Thường thì chú mấy giờ chú vô cô? 3 giờ. Có 3 giờ là chú 3 giờ sáng là ông đi về là ông vô nhà rồi. Vậy đó nha. Dạ. Mà đêm nào là chú cũng 3 giờ sáng là gì? 3 giờ sáng là ổng vô rồi. Dạ. Mà có nhận qua đó là ổng không vô. Rồi tới 3 giờ ổng không vô mới đi kiếm tới sáng. Dạ. Cái ổng mới gặp ổng. Dạ thưa cô, cô cho con hỏi thăm á. Con được nghe á là gia đình mình khó khăn. Vừa xin một cái hàng đúng không cô? Xin cái hàng liền đó. Dạ, chú xảy ra sự cố là trong gia đình mình không còn tiền luôn. Không có một bạc nào chứ.
Dạ. Có kinh hàng từ thiện đó mà. Dạ. Dạ thưa cô, ngày hôm nay á, trước tiên á thì con đến trước tiên á là để thăm gia đình mình và tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình mình để tìm cách giúp đỡ cho gia đình mình. Dạ. Thì qua đó thì con thấy được, con cũng biết được cái sự khó khăn của gia đình mình. Dạ. Thì ở đây thì con có phần duyên của chú Minh. Con xin trao cho gia đình là 500.000. Và kế tiếp là phần duyên của một người chị xin giấu tên, trao cho gia đình thêm 500.000 nữa. Và con hy vọng rằng cô có thể giúp đỡ được một phần nào cho gia đình mình. Cảm ơn cháu trong Mạnh Hồ Quân. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ. Giúp cho gia đình tôi. Dạ, con cũng hy vọng rằng cô cố gắng lên để vượt qua cái lúc khó khăn này nha cô nhé. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ. Thì nói chung là cũng là cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình cũng là gặp nhiều cái khó khăn đó. Thì dạ, tôi là rất cảm ơn, chân thành cảm ơn. Dạ, con cũng cảm ơn chú nhiều lắm mà. Rồi, con okay, cầu chúc cho chú có thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Và bình an mỗi ngày. Dạ, con xin chào chú ạ. Rồi. Dạ rồi cả nhà ơi, vừa rồi là hoàn cảnh của gia đình cũng như là sự cố mà dẫn đến cái chết của người đàn ông 70 tuổi cũng đã được Ngôn gửi đến cái nhà mình trong ngày hôm nay. Và cùng với đó là phần trao duyên của chú Minh cũng như là một người chị cùng với một người chị giấu tên cũng đã được Ngôn trao đến cho gia đình. Một lần nữa cho Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Ngôn. Dạ, đến đây thì Ngôn xin phép được kết thúc video. Và Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày ạ. Xin chào.